Hai các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là ngon, cách làm cũng cực kỳ đơn giản và phục vụ cho cả gia đình mình. Đó là món sữa chua với công thức rất là chuẩn. Đây là cái sữa chua mình đã làm rồi và mình dùng để làm men. Đây các bạn nhìn này, sữa chua này. Sau khi làm đạt chuẩn thì sữa chua phải đạt được độ đặc như thế này, đặc sánh như thế này và úp thoải mái sẽ không bị đổ. Đó. Đấy. Đây là mình để sẵn hai hộp mà hai cốc này ăn để làm men chứ không phải mua. Thì nguyên liệu như các bạn mà chưa làm thì sẽ mua cái men sữa chua không đường. Mình sẽ dùng một hộp TH Chumil này là 1 lít và thêm một hộp này nữa là sẽ đủ cho cái công thức này. Một hộp rưỡi sữa thọ, sữa ông thọ, sữa đặc có đường, sữa ông thọ. Mình làm một hộp rưỡi. Và nếu các bạn chưa có sữa chua sẵn thì các bạn sẽ làm 4 hộp sữa chua men không đường ấy, để làm men ấy. 4 hộp sữa chua không đường để tạo men. 1 lít 1200ml sữa tươi không đường và 1 hộp rưỡi sữa ông thọ, sữa đặc ông thọ. Đó, công thức. Các bạn chuẩn bị nguyên liệu này thì mình làm cái công thức này, nếu mà nhà các bạn mà ít người thì có thể làm một bớt đi một nửa cái số lượng như thế này. Đây là nhà mình ăn nhiều thì sẽ làm gộp luôn một mẻ sẽ được nhiều hơn. Trước tiên là mình sẽ cho sữa ông thọ vào nồi. Các bạn nhớ cắm nước nóng nhé. Để làm sữa chua thì cần 2 lon nước nóng. Thì món sữa chua này thì rất tốt cho sức khỏe. Và nhất là ngày hè này, các mẹ làm cho gia đình các con ăn thì đảm bảo không có chất bảo quản mà sữa thì thơm ngon. Đặc biệt là để sữa chua dầm hoa quả chẳng hạn, và các con ăn hàng ngày rất tốt cho hệ tiêu hóa và làm đẹp da. Đây mình cho sữa ông thọ vào nồi này rồi. Và các bạn đun sẵn nước nóng nhé, nước sôi. Nước sôi già. Nước vừa sôi xong đấy. Các bạn dùng 2 lon sữa nóng và các bạn đong 2 cái lon nước nóng này luôn này. Các bạn nhớ phải đi găng tay vào hoặc là lót cái vải vào, không là bỏng tay đấy. Mình sẽ đổ vào đây 2 lon nước nóng. Trước tiên là 1 lon rưỡi sữa ông thọ và 2 lon nước nóng. Sau đó các bạn quấy đều. Quấy lúc nào nó tan hết sữa ông thọ thì thôi. Các bạn nhớ khuấy đều nhé, đều tay nhé. Ở cái giai đoạn này thì các bạn có thể khuấy mạnh được, nhưng mà chút nữa cho cái men, cho cái cốc sữa này vào là men ấy, tạo men ấy, thì không được khuấy mạnh, nó sẽ bị chết men. Các bạn lưu ý nhé. Không nhiều người là khuấy như kiểu ấy, mình cho tan sữa này thì men nó sẽ bị hỏng, nó chết mất. Đây là mình đang đảo cho nó tan được sữa ông thọ đi, tại vì sữa ông thọ nó đậm đặc. Mình sẽ đảo kỹ hơn. Các bạn nhớ công thức nhé. 1 lon rưỡi sữa ông thọ, sữa đặc ông thọ, 2 lon nước nóng, quấy đều cho tan hết sữa. Đây các bạn nhìn này.
công thức này thì các bạn có thể làm được rất là nhiều sữa chua. Và nếu mà nhà các bạn có lò nướng thì các bạn nhớ là bật lò lên ở nhiệt độ 80 độ C khoảng 5 đến 10 phút, sau đó rút lò ra, rút ổ cắm ra, sau khi mình làm xong sữa chua cho vào cốc và đậy kín từng cốc thì các bạn sẽ cho vào lò để ủ từ 8 đến 12 tiếng. Còn đây là mình làm bằng nồi chiên không dầu, mình cũng ủ được như lò nướng ấy. Đấy là có hai cái phương pháp để làm bằng nồi chiên hoặc là bằng lò nướng. Sau khi mình đã khuấy cho tan cái sữa đặc đi, sữa đặc là tan rồi thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ cho 4 lon sữa tươi không đường. Đây các bạn đong đầy 4 lon này. 1 2 3 Một cái hộp 1 lít kia thì không đủ, mình phải thêm một cái hộp sữa nhỏ này nữa, 180ml này nữa, để cho nó đủ cái tỷ lệ. Bốn lon. Sau đó các bạn khuấy nhẹ nhàng để cho nó hòa quyện sữa tươi với sữa đặc. Và cuối cùng mình sẽ cho men vào. Đây là sữa chua của mình đã làm thành công rồi thì mình làm men luôn. Còn nếu các bạn chưa có sữa chua này sẵn thì các bạn mua ở ngoài hàng và mua 4 hộp sữa chua không đường. Đây các bạn sẽ cho vào nồi. Các bạn nhớ là sữa chua mua về phải để nguội ở ngoài chứ đừng cho vào lạnh mà không lên men được. Bạn để ở nhiệt độ bình thường ở ngoài cho nó nguội đi hết ạ. Đây, ở giai đoạn này các bạn lưu ý nhé. Khi cho men vào thì các bạn ngoáy nhẹ nhàng để cho sữa chua tan dần vào trong đây, không được ngoáy mạnh tay mà nó sẽ bị chết mất cái men sống, các lợi khuẩn. Các bạn ngoáy nhẹ nhàng thôi. Khi nào nó hết, nó tan hết thì các bạn dừng. Không còn lợn cợn nữa thì các bạn sẽ dừng. Thành phẩm của mình bây giờ là có một cái nồi sữa rất là đậm đặc và sờ vào nó vẫn còn ấm tay thì các bạn nhanh tay để múc vào cốc. Sau đó các bạn sẽ cho vào ủ. Mình sẽ làm buổi tối để hôm sáng sau là có thể cho vào tủ lạnh được rồi. Thì các bạn sẽ không phải chờ đợi. Hoặc là các bạn làm từ sáng thì đến tối các bạn sẽ bỏ ra và cho vào tủ lạnh được rồi. Đây, của mình đã khuấy tan được rồi.
Và sau đây mình lại cho vào các cốc. Các cốc này mình đã chuẩn bị sẵn và đã tráng qua nước nóng rồi. Sạch sẽ rồi. Các bạn sẽ rót vào các cốc này. Nhà mình có sẵn cốc thủy tinh thì mình làm luôn chứ không cần phải mua hộp. Với nguyên liệu như thế các bạn đã làm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cốc to, 8 cốc uống nước rất là to. Cốc uống rượu của mình là Johnny Walker. Và 5 cốc nhỏ như thế này, 5 cốc xinh xinh như thế này. Sau đây mình sẽ lấy màng co để bọc kín vào. Đây, sau khi mình bật lò 80 độ C trong khoảng 10 phút, sau đó các bạn rút phích cắm ra và cho nhanh sữa chua vào trong lò. Đó, như thế là mình đã hoàn thành. Nhà mình làm bằng nồi chiên không dầu. Các bạn có thể làm bằng nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng. Lò nướng thì nó rộng rãi hơn. Cái nồi chiên này nhà mình cũng to, 12 lít thì làm thoải mái. Thì các bạn ủ từ 8 đến 12 tiếng, mình thì thường xuyên ủ 12 tiếng. Sữa chua nó sẽ vừa, nó sẽ không bị ngọt quá, không bị chua quá, vừa ăn. Còn 8 tiếng là mới hơi chua một chút thôi. Đó, thì sáng mai mình sẽ lấy thành phẩm ra và cho vào tủ lạnh. Các bạn để trong tủ lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng là có thể ăn được sữa chua rồi. Chúc các bạn thành công với món sữa chua, với công thức chuẩn của mình. Và phục vụ cho gia đình mình những món ăn thật là tốt cho sức khỏe và không có chất bảo quản.